Trời mình sợ rất cáo quá ba ơi, nó nghiêng quá ba ơi. Ba ơi. Cười lên chụp hình. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Amy Family, cuộc sống Mỹ du thà của mình. Video hôm nay mình sẽ mời các bạn cùng theo chân gia đình mình để đến tham quan Strawberry Bay. Và đây là một trong những khu cắm trại nổi tiếng. Khu cắm trại Strawberry Bay nằm trên bờ hồ Strawberry Reservoir ở độ cao 7.200 feet. Du khách đổ xô đến Strawberry để có cơ hội trải nghiệm câu cá, chèo thuyền và khám phá các cung đường mòn tuyệt đẹp. Và đặc biệt là tiết mục câu rau fit vào giữa tháng 8. Vì thời điểm này là thời điểm lý tưởng nhất để thu hoạch được rau fit to, ngon và chất lượng. Strawberry Bay có nhiều khu cắm trại khác nhau nhằm để đáp ứng nhu cầu cho mọi đối tượng du khách, bao gồm cả nhóm, gia đình, bạn bè và các khu cắm trại đơn lẻ. Và ở đây một gian hàng cũng có sẵn để tiện cho việc sử dụng qua đêm và ban ngày đó các bạn. Tại khu cắm trại có đầy đủ tiện nghi, có nước uống cung cấp cho du khách. Hầu hết các địa điểm ở đây đều được trang bị mái che gió và nơi trú ẩn dành cho người dã ngoại. Có mái che, bàn, lò nướng và vòng lửa trại. Hôm nay gia đình Amy đến đây thì vào cuối tháng 9 đó các bạn, cho nên không có câu rau fit được. Tụi mình chủ yếu là đi tham quan, đi dã ngoại. Bé đi ơi, kiwi kiwi. Cười. Bé đi cười. Ba đang làm gì đó kiwi? Lấy ca làm gì? Từ đứng yên đó, đứng yên, tất cả đều đứng yên đợi hình. Rồi, cười lên chụp hình. Hoàng hôn. Ủa, đúng rồi. Hoàng hôn nó lặn mất tiêu rồi. Quắc, quắc, quắc.
quá ha. Hay quá. Ừ. Cảnh ở đây rất là yên bình nha mọi người ơi. Đi ra đây không mát. Kéo tàu ra đây đi câu cá này nọ rồi đó. Cũng đẹp. Đây mọi người ơi, bây giờ người ta sẽ lấy cái xe xuống và người ta sẽ chuẩn bị người ta kéo cái tàu lên, của người ta lên nè mọi người. Đó. Mình sẽ lên đây và quay cho mọi người xem cách người ta kéo tàu lên như thế nào nha. Đó, xe người ta sẽ chạy lên đó. Ta sẽ chạy lên, người ta canh cho nó ngay. Cẩn thận kia Quy, cẩn thận. Chị Quy đứng đây lắm. Ở đây. Đó, người ta bắt đầu người ta canh ngay cái cầu tàu đó. Sau đó người ta sẽ ve cái đuôi xuống. Lát nữa ông phải lội xuống dưới, ông đẩy cái thuyền lên á. Dịch kìa, con dịch kìa. Yeah.
Đó, người ta lùi tàu vô kìa Kiwi. À, với con chó. Ông lão và một con chó vàng đúng luôn. Đi lên thang tứ xứ luôn hả? Đi lại đây. Đây đây, Kiwi, đi đâu á? Vô cái tam giác đó đó. Người ta lội xuống rồi, người ta còn đi rồi. Đi này cũng cực ghê, kéo lên cũng khó. Là làm nơi đi. Wow, cơ sống này. Hay ghê chưa? Rồi, lên đường. À, bây giờ phải xả nước ra. Cảm ơn các bạn đã chọn xem video của mình. À, nếu các bạn thích video này, hãy cho mình một like nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.